Vậy bạn sẽ mong cầu điều gì ở Phật Pháp? Việc này các vị nhất định phải biết. Rất nhiều người học Phật hoặc cầu điều gì trong cửa Phật, cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu bình an, cầu những thứ này, cầu những thứ này thì trong cửa Phật cầu không được. Vậy thì đi cầu thần. Chân thật nói cho các bạn biết, thần cũng không có cách gì, cũng không thể nào giúp bạn. Đây đều gọi là mê tín, đây gọi là làm sằng làm bậy. Việc này làm sai rồi. Điều mong cầu trong Phật Pháp, bạn xem trong hết thảy kinh luận có một danh từ gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chúng tôi cũng in ở trên mặt ngoài này. Đây chính là điều mong cầu trong Phật Pháp. Danh từ này có thể đem nó dịch ra nhưng không dịch, vẫn là dùng dịch âm tiếng Phạn. Thể loại không dịch này gọi là tôn trọng không dịch. Chúng ta đối với danh từ này vô cùng tôn trọng. Giữ lại âm Phạn của danh từ chính là tôn trọng chữ đó. Không giống như chữ Phật Đà, bên trong chữ đó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa nên không dịch. Trong đó bao hàm rất nhiều ý nghĩa. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Đề dịch là giác. Âm tam này dịch thành chánh. Đây là mục đích của giáo học Phật Pháp. Phật dạy chúng ta, hy vọng chúng ta thành tựu điều gì? Chính là hy vọng chúng ta đều có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Danh từ này cũng phải mất một chút thời gian đem nó giảng giải cho rõ. Điều mong cầu trong Phật Pháp quá ư là quan trọng. Chúng ta học điều gì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Chính là học điều này. Trước tiên giảng về chánh giác. Giác là giác ngộ. Thế gian cũng có người rất thông minh, rất có trí tuệ. Nhà khoa học hiện nay tương đối thông minh. Khoa học kỹ thuật đổi mới từng ngày. Bạn có thể nói họ không giác ngộ được sao? Bạn có thể nói họ không thông minh hay sao? Các nhà triết học, nhà tôn giáo đều rất thông minh. Năng lực giác của họ siêu vượt hơn người thường. Nhưng Phật đều không thừa nhận họ là chánh giác. Họ tuy là có giác, Phật nói họ không phải chánh giác. Điểm quan trọng để nhận biết của nhà Phật chúng ta là ở chữ chánh. Chữ chánh này là bảng hiệu để nhận biết, không thể tùy tiện dùng cho người khác. Vì sao họ giác nhưng không chánh? Vì phiền não của họ chưa có đoạn dứt, tâm của họ không thanh tịnh. Bạn xem, họ có thị phi nhân ngã, họ có tham sân si mạng, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì dù cho năng lực giác đó của họ có cao hơn đi nữa thì cũng không phải là chánh giác. Cho nên cái chánh giác này của Phật Pháp là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, giác ngộ rồi thì đó gọi là chánh giác. Do đó tiêu chuẩn chánh giác này trong Pháp thế gian không có. Chúng sanh trong sáu đường đều là tà tri tà kiến, không phải chánh giác. Phật hy vọng chúng ta đạt đến chánh giác. Đạt được chánh giác, trong nhà Phật chúng ta cũng có một học vị. Giống như hiện nay đi học vậy, chúng ta lấy được học vị. Học vị này là thấp nhất. Như trong học đại học, khi tốt nghiệp đại học rồi lấy được học vị cử nhân. Chánh giác của nhà Phật là học vị sơ cấp thứ nhất. Tên của nó gọi là A-la-hán. Mọi người phải biết A-la-hán, Bồ-Tát, Phật đều là những tên gọi cho học vị trong nhà Phật.
Điều này phải biết. Bạn đã được chánh giác rồi sẽ gọi bạn là A-la-hán. A-la-hán thì kiến tư phiền não không còn nữa. Đây là quả vị tiểu thừa. Không những A-la-hán không có ý niệm nhân ngã thị phi, mà những ý niệm như tham sân si mạng này cũng không còn nữa. Lúc trước chúng tôi luôn cho rằng phải chứng được quả vị A-la-hán mới có thể đem kiến tư phiền não đoạn hết, không còn chấp trước thân này là ta nữa. Đâu biết được, Phật đã nói trong Kinh Kim Cang, sơ quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa. Quả gì này cách A-la-hán rất xa, rất xa. Sơ quả Tu Đà Hoàng của tiểu thừa đã phá được bốn tướng. Trong Kinh Kim Cang nói, tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đây là trong Kinh Kim Cang xem thấy được. Lẽ nào Phật nói sơ quả gọi là nhập lưu? Họ đã nhập vào dòng thánh nhân, họ chứng được quả gì bất thoái, tuyệt đối sẽ không thoái chuyển làm phàm phu. Nguyên nhân là gì? Họ không chấp trước vào nhân ngã thị phi nữa, cái ý niệm này không còn nữa. Từ những chỗ này chúng ta liền thể hội được giáo dục Phật Đà và giáo dục thế gian khác nhau ở chỗ nào. Rốt cuộc chúng ta phải học cái gì? Chúng ta học theo Phật, học pháp chân thực, học chánh giác. Chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì? Lìa tất cả khổ, được tất cả vui. Chân thật lìa khổ được vui. Khổ vui là chúng ta dùng cách nói đơn giản nhất, lấy bản thân hiện tại của chúng ta để nói. Bạn có sanh và bệnh chết là khổ, bạn cầu mà không được là khổ, bạn yêu thương mà phải chia lìa là khổ, bạn ghét nhau mà phải gặp nhau hàng ngày là khổ. Những cái khổ này bốn bề đều đang dây quanh lấy bạn, bạn không có cách nào thoát khỏi. Sau khi học Phật rồi thì sao? Những cái khổ này chân thật có thể rời khỏi. Những vị đồng tu lớn tuổi một chút, từ tuổi trung niên trở lên, đều nghĩ mỗi người chúng ta già rồi. Học Phật có thể không già, học Phật có thể không sanh bệnh. Cho dù trên người bạn có rất nhiều bệnh, bạn chân chánh học Phật rồi, không cần phải đi tới bác sĩ khám, không cần phải uống thuốc, bệnh của bạn tự nhiên sẽ khỏi. Đây là đạo lý gì? Chính bởi vì bạn đã làm rõ ràng đạo lý này rồi, bạn không hiểu được bệnh của bạn vì sao đến, bạn không biết bệnh tại sao lại sanh ra, bệnh đó của bạn phát triển như thế nào, bệnh đến sau cùng kết quả ra làm sao, bạn biết được hay không? Tẩy đều biết được. Con người có thể không sanh bệnh. Bệnh từ đâu đến? Từ vọng tưởng mà đến. Một ngày từ sáng đến tối nghĩ tưởng lung tung, vọng tưởng của bạn mà không dứt thì thần tiên đến chữa cũng chữa không nổi. Khi vọng tưởng của bạn đều không còn nữa thì bệnh gì cũng hết. Nguồn gốc của sanh tử cũng là vọng tưởng. Bạn xem trên Kinh Hoa Nghiêm nói được rất rõ ràng, hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Ở đây chỉ dùng một lời mà đã nói toạc ra hết gốc bệnh của chúng ta. Quý vị tra khắp Đại Tạng Kinh xem có vị Phật nào sanh bệnh hay không, có vị Phật nào tỏ ra rất già yếu hay không,
có vị Bồ Tát nào bị ốm hay không? Không hề nghe nói qua. Vì sao Phật Bồ Tát A-La-Hán không bị bệnh? Vì sao Phật Bồ Tát A-La-Hán không già? Không những không già, các ngài cũng không chết. Không chết này là thật, một chút cũng chẳng giả. Nguyên nhân không có gì khác là họ đã đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Tất cả đều tùy thuận tự tánh. Các ngài liền được kết quả tốt như vậy. Chính là ngày nay chúng ta nói đến sinh thái tự nhiên, hoàn toàn phù hợp với sinh thái tự nhiên, không có một chút ý niệm tạo tác bên trong, thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Nếu chúng ta khởi vọng tưởng, vậy là sinh thái tự nhiên đã thay đổi rồi. Vừa thay đổi thì liền chuyện xấu ngay, liền nảy sinh bệnh. Bệnh tật từ như vậy mà sinh ra. Cho nên bệnh này chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là gốc bệnh. Học Phật chính là phải y theo giáo huấn của Phật, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước trừ bỏ đi, khôi phục tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ chân thật, chính là chánh giác. Cho nên người mà tâm không thanh tịnh, cho dù họ có thông minh trí tuệ thì Phật Bồ Tát cũng không thừa nhận họ là chánh giác. Nhất định tâm địa phải thanh tịnh thì trí tuệ đó mới gọi là chánh giác, nó mới có tác dụng. Trên kinh Phật nói, đạt được chánh giác thì bạn liền có năng lực siêu diệt sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi đã vượt qua rồi thì còn có bệnh gì nữa? Làm gì có chuyện sinh bệnh? Không có đâu. Sanh tử cũng có thể giải quyết, thì những vấn đề nhỏ nhặt trong đời sống của chúng ta có điều gì mà không giải quyết được? Bạn ở ngay trong đời này có thể đạt được hạnh phúc, tự tại, mỹ mãn, an vui, chân thật. Chúng ta học Phật là được những điều này. Đây là tiếp dẫn giáo dục của Phật Đà. Nhưng nếu như bạn lấy tâm thái của tôn giáo để đi học Phật, thành thật mà nói, những thứ này bạn sẽ hoàn toàn không đạt được. Nguyên nhân vì sao? Bởi vì mê. Tôn giáo coi trọng cảm tình, cảm tình sâu đậm. Tình là mê, không phải lý trí. Tôn giáo thì càng mê càng tốt. Vì sao vậy? Như thế thì bạn mới là tín đồ kiên thành, bạn mới không bỏ đi mất. Đem bạn nắm cho thật chặt, bạn sẽ không chạy thoát được. Mỗi ngày bạn phải đi vái lại họ, họ tiếp nhận sự cung kính của bạn, tiếp nhận cúng dường của bạn. Thế nhưng Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp là đạo thầy trò, Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo là chỉ nghe học trò đến học, chưa từng nghe thầy giáo đi dạy, là bạn đến cầu học. Không có chuyện thầy giáo chạy đến nhà của bạn để dạy cho bạn. Đây là đạo lý gì? Nếu thầy giáo mà đến nhà dạy bạn thì đối với thầy, bạn sẽ không cung kính, không tôn trọng. Thầy giáo có giỏi cỡ nào đi nữa, bạn theo ông ấy cũng không học được gì. Thế nên thầy giáo nhất định chẳng phải muốn bạn cung kính thế nào đó đối với ông. Nếu như còn có cái tâm này thì người thầy ấy không phải là thầy tốt. Nhưng trong đây có một đạo lý: một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ví dụ nói, có 10 học sinh đang theo học với một vị thầy. Vì sao có học sinh học được nhiều, có học sinh chẳng học được gì? Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát. Học trò nào học được nhiều thì rất cung kính đối với thầy. Vì sao cung kính đối với thầy thì học được nhiều? Cung kính với thầy thì chịu nghe lời. Thầy dạy sao thì người ấy liền làm như vậy, nên đương nhiên họ sẽ học tốt. Còn như đối với thầy mà không cung kính thì sẽ không nghe lời.
không nghe lời gì thì hết cách, tất nhiên người ấy sẽ không học được gì. Cho nên 100 phần nghe lời chính là 100 phần cung kính. Có thể thấy trong đây chân thật có đạo lý. Giáo học của thế gian và xuất thế gian cũng không vượt ngoài cái nguyên tắc này. Ở trong truyện ký Phật giáo, chúng ta xem thấy rất nhiều vị tổ sư đại đức, lúc các ngài trẻ tuổi đi cầu học, tham học với một vị thiện tri thức, ngày nay chúng ta gọi là cao nhân có đạo đức, có học vấn. Trong truyện ký có ghi chép rằng vị thiện tri thức này bảo với họ: anh ở chỗ tôi sẽ không học được gì cả, anh hãy đến chỗ người nào đó, anh theo người đó học thì anh sẽ thành tựu. Người học trò này quả nhiên nghe lời chỉ dạy của thiện tri thức kia, đến dưới hồi của người đó 3 đến 5 năm thì khai ngộ, chứng quả. Đây là đạo lý gì? Chúng ta xem thấy được ở trong truyện ký quá nhiều, quá nhiều. Văn chương Trung Quốc thích ngắn gọn, không thích dài dòng. Nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, nhưng lúc chép lại chỉ có một hai câu, ghi rất đơn giản. Vị thiện tri thức ấy gặp người này cũng giống như ngày nay chúng ta gặp một người nào đó, người đó nhất định sẽ hỏi bạn: bạn hỏi gì, tên gì, bạn là người ở đâu, bạn đã học được những gì. Nhất định sẽ hỏi như vậy. Vừa hỏi thì liền biết được bạn thích học những gì. Giả lại sẽ hỏi trong các vị đại đức hiện nay, bạn bội phục người nào nhất? Khi họ chỉ điểm cho bạn, sẽ chỉ cho bạn người mà bạn khâm phục nhất, bạn theo người đó học, bạn sẽ nghe lời người đó. Vì sao tôi không thể dạy bạn? Vì bạn không khâm phục tôi. Tôi dạy bạn, bạn sẽ không tin tưởng, bạn không thể tiếp nhận. Nguyên lý ở ngay chỗ này. Chẳng phải họ có thần thông, chỉ cho người học trò này đến nơi đó cầu học, nhưng quả nhiên người ấy đến đấy thì liền thành tựu ngay. Kỳ thực trong lúc nói chuyện đã rất rõ ràng, rất sáng tỏ rồi. Cho nên chúng ta muốn hỏi, cả đời này của chúng ta không gặp được thầy tốt thì phải làm sao? Lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Thầy tốt có thể gặp không thể cầu, thật không dễ dàng gặp được. Sau khi gặp được, bạn có chịu theo ông ấy học hay không? Nếu không chịu theo ông ấy học thì vẫn là uổng phí. Cho nên nhất định là trong tâm của chính mình phải cảm thấy người này là tôn kính nhất, vậy mới có thể phát sinh tác dụng. Cùng một câu nói, cùng một đạo lý, nếu lời nói là từ miệng người mà mình xem thường nói ra thì căn bản không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, hơn nữa còn muốn mắng họ. Người mà trong tâm chúng ta cảm thấy kính phục nhất, khi người ấy nói ra thì cũng giống như tiếp nhận thánh chỉ, lập tức y giáo phụng hành, làm sao có thể giống nhau được. Vì thế bạn muốn hỏi tương lai chính mình có thể thành tựu hay không? Rất đơn giản, bạn về nhà cố gắng suy nghĩ xem vị thiện tri thức nào mà bạn kính phục nhất, rồi toàn tâm toàn ý theo vị đó học. Như vậy mới không sai, bạn mới có thể thành công. Nếu như thiện tri thức mà bạn thích quá nhiều thì tâm cung kính đó của bạn không phải là thật mà là giả. Tâm của bạn rất loạn, thay đổi thất thường. Không những Phật pháp bạn không có cách gì tu học, mà ngay đến thế gian pháp bạn cũng không học tốt được. Bất luận là thế pháp hay Phật pháp, nếu muốn học tốt
thì nhất định phải hiểu được một đạo lý, chính là nhất môn thâm nhập. Đặc biệt là Phật pháp, chân thật muốn học được tốt, nhất định phải theo học một vị thầy. Một vị thầy, bạn cả đời là đi một con đường. Con đường này dễ đi. Hai vị thầy là hai con đường, vậy bạn làm sao đi? Ba vị thầy là ngã ba đường, bốn vị thầy là ngã tư đường, bạn xong rồi. Ngày nay người trẻ tuổi hiếu học rất nhiều, vì sao không thể thành tựu? Đều ở ngã tư đường, không biết theo ai, rắc rối phát sinh từ chỗ này. Đã học Phật, không những thân cận một vị thầy mà còn phải chuyên tu một pháp môn, như vậy bạn mới có thể thành tựu. Thành tựu điều gì? Được tâm thanh tịnh. Quý vị nên biết, thành tựu là bạn được tâm thanh tịnh. Biểu hiện của tâm thanh tịnh là phiền não nhẹ dần, trí tuệ tăng trưởng. Đó chính là đạt được thọ dụng. Hết thảy mọi vấn đề của thế gian và suốt thế gian, chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết. Ngoài trừ trí tuệ ra, không có phương pháp thứ hai nào có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên Phật pháp giảng về trí, giảng về giác, không thể thiếu những điều này, phải là chánh giác. Chúng ta nói đến những việc gần bản thân nhất để giải quyết được vấn đề của chính mình, giải quyết vấn đề đời sống ngay trước mắt chúng ta. Nếu muốn đời sống của mình trải qua được tự tại, trải qua mỹ mãn, trải qua hạnh phúc, mở rộng hơn là để giải quyết những việc trong gia đình, giải quyết những việc trong đoàn thể, giải quyết những vấn đề của toàn xã hội, thì phải có trí tuệ, trí tuệ chân thật. Cho nên trong trí tuệ xen tạp phiền não thì không thể giải quyết vấn đề. Thế gian ngày nay người thông minh rất nhiều, đặc biệt là nhà chính trị, ai cũng cho rằng chính mình rất thông minh, làm cho xã hội càng ngày càng động loạn, nhân dân ngày càng khổ sở. Nguyên nhân là gì? Trong trí tuệ có xen tạp phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, những thứ phiền não này chưa có đoạn. Cho nên khởi tâm động niệm, điều đầu tiên họ suy tính chính là lợi ích cá nhân, bằng xem ngã chấp vẫn còn. Phật nói với chúng ta trí tuệ chân thật, việc đầu tiên phải đem ngã chấp phá đi. Đó mới là trí tuệ chân thật. Nếu không có trí tuệ chân thật, công phu chân thật, thì đọc Kinh Đại Thừa cũng chỉ là uổng công vô ích. Kinh Đại Thừa tuy đọc được rất nhiều, nhưng hoàn toàn giải sai ý nghĩa. Trong kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Những người này đã giải sai nghĩa chân thực của Như Lai rồi, bạn nói xem còn có cách gì nữa? Vì sao họ giải sai? Họ có tâm riêng tư, khởi tâm động niệm họ đều coi trọng lợi ích của mình, vậy thì hỏng rồi, không đạt được lợi ích gì. Nếu như có thể rời bỏ lòng riêng tư, bạn sẽ đạt được lợi ích chân thật. Từ đây có thể biết chánh giác nó có tiêu chuẩn. Nâng cao lên thêm một học vị nữa, gọi là chánh đẳng chánh giác, tương đương với học vị thạc sĩ. Đẳng là ngang bằng với Phật. Đương nhiên họ vẫn chưa thành Phật, chỉ ngang bằng với Phật mà thôi. Học vị này cao hơn so với A-la-hán, cao hơn chánh giác. Trong chánh giác không có ta,
Quý vị nhất định phải biết, chỉ có vô ngã mới có năng lực phân biệt chân vọng, phân biệt chánh tà, phân biệt thị phi, phân biệt lợi hại. Được vậy, bạn mới có năng lực này. Nếu như chưa phá ngã kiến thì chắc chắn bạn không có năng lực này. Thông thường người ta cho rằng chính mình đã làm được rất nhiều việc tốt, cho rằng mình tu được rất nhiều công đức. Tôi thấy không phải vậy. Rất nhiều người ở đó nỗ lực tu công đức, làm việc tốt, tương lai cũng phải đọa ba đường ác. Nguyên nhân do đâu? Những việc tốt đó của họ nhìn có vẻ đúng mà lại sai, không phải là việc tốt. Không những tương lai không tốt, trước mắt cũng không tốt. Nhìn tưởng chừng là việc tốt, kỳ thực đã làm sai. Ví như đạo tràng Phật giáo chúng ta làm sự nghiệp từ thiện, bạn nói có tốt hay không? Xã hội khen ngợi, quốc gia còn tặng một tấm biển lớn để bạn treo lên. Các bạn đối với xã hội có cống hiến rất lớn. Đây có phải là việc tốt không? Nhìn thấy là việc tốt, nhưng trên thực tế là việc sai lầm. Sai ở chỗ nào? Đạo tràng Phật giáo là làm những công việc gì? Là giáo dục Phật Đà. Đây là việc thuộc bổn phận của bạn. Cũng giống như mọi người thành lập một trường học, trường học nên làm những việc gì? Thầy cô cùng học trò hàng ngày phải lên lớp. Đây là việc chính. Ngày nay thầy giáo không dạy học, học trò cũng không đến lớp, mỗi ngày đi làm sự nghiệp từ thiện. Đây là việc tốt hay sao? Sai rồi. Cách làm như vậy thì hiệu trưởng đó sẽ bị cách chức xét xử, học sinh sẽ bị khai trừ. Thế nên nhất định phải phân biệt thực hư chánh tà, phải thật rõ ràng sáng tỏ. Lại nói thêm về đạo tràng này của chúng ta, cho nên tôi khuyên các đồng tu chúng ta, điều đáng quý của đạo tràng chính là giúp mọi người phá mê khai ngộ. Vì vậy nhất định phải có một tông chỉ, phải có một mục tiêu. Đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng Tịnh Tông. Trung Quốc có 10 tông phái lớn, chúng ta ở đây là đạo tràng Tịnh Độ Tông. Nơi này chỉ hoằng dương những gì của Tịnh Độ Tông. Mọi người đến bên này, chúng ta chỉ có một cửa vào, một lối đi. Nếu như trong đạo tràng này của chúng ta còn có những thứ của Pháp Tướng Tông, còn có những thứ của Pháp Hoa Tông, còn có những thứ của tông phái khác, khi người ta đến đây liền nghĩ, rốt cuộc tôi phải học môn nào mới tốt. Nhìn bề ngoài xem ra đạo tràng này rất tuyệt, tâm lực của Pháp Sư cũng rất lớn, bạn xem ông đều dung nạp tất cả. Kỳ thực đã sai. Bạn khiến cho đại chúng khi đến nơi này của bạn chẳng biết nghe theo ai. Đây là tội lỗi. Người niệm Phật tu tịnh độ thì đến chỗ này của chúng ta. Còn người thích học tham thiền, nghe nói Phật Quan Sơn nơi đó có tổ chức tọa thiền, hãy đi đến bên đó. Như vậy thì đúng. Người thích làm việc từ thiện, nơi này có hội từ tế công đức, hãy đến bên này của họ. Mỗi một đạo tràng đều có tông chỉ của họ, có phương hướng của họ, có mục tiêu của họ. Không thể pha trộn với nhau làm cho loạn cả lên. Không thể dùng cách này để lôi kéo tín đồ. Ở đây chúng tôi pháp môn gì cũng có, chỗ của tôi tốt lắm, mọi người đến đây thì cái gì cũng học được. Kết quả là chẳng thành tựu được gì. Sao có thể không có lỗi với người ta cho được? Đối với việc này, nếu bạn không có con mắt tin tưởng, biết nhìn xa trông rộng, không có trí tuệ chân thật thì bạn sẽ nhìn không ra. Tuyệt đối không phải tâm lượng nhỏ hẹp, mà là khi ta dẫn dắt người sơ cơ, cần phải hướng dẫn cho họ có một phương hướng chính xác. Chúng ta lưu thông kinh sách,
băng địa cũng là như vậy. Nếu như kinh sách băng địa trái ngược với phương hướng của Tịnh Tông lại đặt ở nơi này của chúng ta, khi người ta xem thấy sẽ cho rằng chúng ta khẳng định nó, nghĩ rằng chúng ta ở đây đề xướng nó. Nếu như tính chúng họ đi sai đường rồi, chúng ta có phải chịu trách nhiệm không? Trách nhiệm nhân quả này bạn gánh quá lớn. Bản thân bạn đi sai đường là đáng đời, bạn còn dẫn người khác đi sai đường nữa, thì trách nhiệm nhân quả mà bạn gánh lấy nặng nề lắm. Việc này không thể không lưu ý, không thể không lưu tâm cẩn thận. Thế nên khi tôi ở Đài Bắc đã từ bỏ chức gì ở Cơ Kim Hội. Thư viện Hoa Tạng của chúng tôi là một đạo tràng, là một đạo tràng tu học. Còn Giáo dục Phật Đà Cơ Kim Hội không phải là đạo tràng. Nơi đó là làm công việc giúp đỡ phía sau cho Phật giáo, làm công tác chi viện, cho nên kinh điển được in ấn ở nơi đó. Những sách của các tông phái khác chúng tôi đều in. Chúng ta giúp đỡ mỗi một đạo tràng. Tông chỉ cùng mục tiêu này không như nhau. Chúng ta giúp đỡ người khác, giúp đỡ đạo tràng khác, không phải là làm những việc tạp nham trong đạo tràng. Như vậy là sai rồi. Những việc này biểu hiện ra bên ngoài xem là việc thiện, nhưng bạn tỉ mỉ quan sát một chút, phân tích một chút thì liền thấy hậu quả không thể tưởng tượng được. Cho nên một đạo tràng muốn được chư Phật hộ niệm, Long Thiên bảo hộ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Điều bạn làm thật sự là chánh pháp. Ở nơi ấy chân chánh tu hành, chân thật làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Như vậy mới được chư Phật hộ niệm, mới được Long Thiên bảo hộ. Chánh đẳng chánh giác phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc này kiến giải của họ đối với vũ trụ nhân sinh cũng chính là chúng ta nói cách nhìn cách nghĩ cùng với chư Phật Như Lai rất giống nhau. Cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói chánh đẳng chánh giác là từ Viên Giáo Sơ Trụ thẳng đến Đẳng Giác Bồ Tát. 41 vị thứ này đều gọi là chánh đẳng chánh giác. Phá một phẩm vô minh sau cùng thì trí giác viên mãn rồi, một tơ hào khiếm khuyết cũng không có. Để thêm vào hai chữ vô thượng, vô thượng trong nhà Phật cũng giống như tốt nghiệp lớp tiến sĩ vậy. Nếu như bạn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền xưng bạn là Phật Đà. Giả như bạn chứng được chánh đẳng chánh giác thì xưng bạn là Bồ Tát. Nếu như bạn chứng được chánh giác thì xưng bạn là A-la-hán. Cho nên ba danh từ này là danh từ phổ thông, không phải từ chuyên môn chỉ cho một người nào. Giống như tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ là danh từ phổ thông. Nếu như lại thêm vào danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, có phải chuyên chỉ cho một người hay không? Không phải, đó vẫn là một danh từ phổ thông. Có quá nhiều vị Thích Ca Mâu Ni Phật, rốt cuộc bạn muốn tìm vị Thích Ca Mâu Ni Phật nào? Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có rất nhiều, bạn muốn tìm vị Quán Thế Âm Bồ Tát nào? Đây cũng giống như học vị tiến sĩ mà chúng ta nói đến. Trong tiến sĩ có tiến sĩ khoa học tự nhiên, tiến sĩ khoa kỹ thuật xây dựng, có tiến sĩ y học, tiến sĩ triết học. Số tiến sĩ trong mỗi một chuyên ngành nhiều đến không thể tính kể, bạn muốn tìm vị nào? Nếu bạn cho rằng Quán Thế Âm Bồ Tát chính là một người nào đó, vậy thì bạn sai rồi. Quán Thế Âm là Bồ Tát, cũng giống như thạc sĩ. Trong thạc sĩ phân ra rất nhiều khoa. Bạn phải biết được Quán Âm đại biểu cho từ bi, Đại Từ Đại Bi gọi là Quán Thế Âm. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi có rất nhiều, bạn muốn tìm vị nào?
Ngày nay ở trong nhà Phật, mọi người đem Phật Bồ Tát nhận lầm hết, đều cho rằng là một người không biết được trong đây có vô lượng vô biên người. Tôi nghe nói mọi người chúng ta tụng Kinh Vô Lượng Thọ rất thuần thục, rất nhiều người đều đang tụng. Đọc Kinh Vô Lượng Thọ phải hiểu được điều mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc là hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Câu này chính là nói cho chúng ta biết người của thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy đều là phổ hiền Bồ Tát, vô lượng vô biên phổ hiền Bồ Tát, không cách gì tính đếm. Bạn muốn tìm phổ hiền Bồ Tát thì phải tìm gì phổ hiền Bồ Tát nào? Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là phổ hiền Bồ Tát. Cho nên nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Thêm vào danh hiệu thì giống như thêm học vị vào khóa học, khoa ngành của họ. Chính là ý nghĩa này. Điều này về sau phải cùng chư vị nói một cách tỉ mỉ, không thể không làm cho rõ ràng. Nếu không làm rõ ràng, chúng ta học Phật, người ta sẽ nói chúng ta làm mê tín. Lời nói này không sai, thực sự là mê tín. Tin Phật rồi, quy y rồi, cũng thọ giới rồi, Phật là gì? Không biết. Bồ Tát là gì? Cũng không làm cho rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ như vậy mà học, thì không phải là mê tín thì là gì? Phải làm cho thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Phải biết được Phật giáo là gì. Phải biết được trong Phật giáo là học cái gì. Chúng ta mong cầu trong Phật Pháp là cầu sáng tỏ, cầu trí tuệ. Quý vị phải ghi nhớ là cầu trí tuệ. Trong thiền tông gọi là cầu minh tâm kiến tánh. Trong tịnh độ gọi là cầu nhất tâm bất loạn. Tịnh độ tông rất đặc biệt, không những cầu nhất tâm bất loạn mà còn cầu sanh tịnh độ. Đích thực tịnh độ có hai mục tiêu, không giống những tông phái khác. Những tông phái khác chỉ có duy nhất một mong cầu, tịnh độ thì có hai mong cầu. Ngoài cầu nhất tâm bất loạn còn cầu giảng sanh tịnh độ. Mục tiêu này chúng ta ở ngay trong một đời quyết định đạt được. Nếu như quý vị đem Kinh Vô Lượng Thọ đọc thuộc lòng, đọc hiểu rồi, thì bạn sẽ không có một chút hoài nghi. Quyển kinh vừa mở ra thì hiển thị ra mục tiêu tu học của chúng ta. Đại thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, đây là điều mà chúng ta mong cầu, cũng là điều mong cầu của người tu tịnh độ. Các vị xem dòng chữ Vô Lượng Thọ trên đề kinh, điều mà chúng ta mong cầu là vô lượng thọ, hay nói cách khác là khỏe mạnh sống lâu. Trang nghiêm chính là tự tại mỹ mãn, đó mới là trang nghiêm vậy. Dùng phương pháp gì để cầu? Có phương pháp cầu được. Nửa phần sau đề kinh nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là phương pháp. Do đây có thể biết chúng ta học Phật là cầu điều gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng và tâm giác ngộ. Ba điều này là một là ba, ba là một. Đạt được một điều thì ba điều đồng thời cũng đạt được.
toàn bộ Phật pháp đều không ra ngoài cái nguyên lý nguyên tắc này. Trong ba điều ở trên thì Thiền Tông chỉ cầu giác. Giống như giảng đường này có thể đi vào từ ba cửa, họ là từ cửa giác đi vào. Thiền Tông vào từ cửa giác, họ phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, như vậy là đã vào cửa. Ngoài Thiền Tông ra còn có Giáo Hạ. Giáo Hạ là từ cửa giải mà vào. Đại Khai Viên Giải cũng chính là cửa chánh, chánh tri, chánh kiến. Họ là từ cửa này vào. Tịnh Độ Tông chúng ta là từ tâm thanh tịnh vào từ cửa tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì đương nhiên sẽ bình đẳng, đương nhiên sẽ giác ngộ. Tâm đã giác ngộ rồi thì tự nhiên sẽ thanh tịnh và bình đẳng. Đó gọi là pháp môn vô lượng thù đồ đồng quy. Phương pháp và đường lối không giống nhau, nhưng đến sau cùng chỗ quy về là hoàn toàn giống nhau. Đều là minh tâm kiến tánh. Danh từ này chỉ có trong Thiền Tông mới nói thôi, những tông phái khác không dùng cách nói này. Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh của nhà thiền. Trong Giáo Hạ gọi là Đại Khai Viên Giải, trong Mật Tông gọi là Tam Mật Tương Ưng. Quý vị nên biết, tuy danh từ khác nhau nhưng cũng chỉ cho một sự việc, cùng một cảnh giới. Do đó bất kỳ một pháp môn nào chúng ta không thể phê bình, không được phép nói đó không tốt. Đó pháp môn đó không tốt thì chính là vị bán Phật, vị bán Pháp. Đều là do Đức Phật truyền dạy, con đường nào cũng có thể thành tựu, bạn làm sao có thể nói nó không tốt. Chỉ là ở trong đó có rất nhiều phương pháp, chính chúng ta cần phải biết chọn lựa như thế nào. Điều kiện chọn lựa là: thứ nhất, phải phù hợp với trình độ của chúng ta. Nếu như pháp môn đó yêu cầu trình độ quá cao, chúng ta không có cách gì tu học, vậy khi bắt đầu học sẽ rất khó khăn, không dễ dàng thành công. Cho nên chọn lựa pháp môn tu học phải phù hợp với trình độ của mình. Thứ hai là phải thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Vậy thì khi bắt đầu tu học mới thuận tiện, còn phải thích hợp với bối cảnh thời đại hiện nay. Bởi vì chúng ta không thể tách rời xã hội, không thể tách rời mọi người, cho nên nhất định phải cân nhắc những điều kiện này. Tôi có thích hợp để tu học pháp môn này hay không? Thông thường mà nói, như phía trước đã giảng qua, bất luận tu học một pháp môn nào, một phương pháp nào, nhất định phải phá ngã kiến, phá ngã chấp thì mới có thể đắc lực. Nếu không thì giống như câu chúng ta hay nói là dụng công không có hiệu quả. Tôi nghĩ cái thể nghiệm này rất nhiều đồng tu học Phật nhiều năm đều có. Dụng công không đắc lực. Đã học được bao nhiêu năm rồi mà xem ra vẫn như thế, thậm chí càng học càng khổ. Lúc chưa học Phật thì còn tốt, sau khi học Phật rồi thì càng học càng khổ. Đây đều là do không đắc pháp. Pháp môn này không thích hợp với bản thân. Cũng giống như lúc bạn đến trường học lựa chuyên ngành vậy. Căn cơ và trình độ của bạn không phù hợp với chuyên ngành này, bạn đã chọn sai chuyên ngành, thì bạn học sẽ rất khó khăn, giả lại rất khó thành tựu.
chọn đúng rồi thì dễ dàng hơn nhiều, thành tựu cũng rất mau. Chúng ta lựa chọn pháp môn, điểm này vô cùng quan trọng. Giả như không biết được chính mình thuộc căn tánh gì, cũng có thể thử nghiệm một chút xem sao. Thiền giáo mật luật thảy đều thử một chút, cảm thấy rất khó khăn. Sự tu học của bản thân tôi chính là một thí dụ. Sau khi đọc qua rất nhiều kinh đại thừa rồi, nghĩ lại chính mình không học được. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa có trừ bỏ, tôi cũng rất muốn trừ bỏ nhưng trừ bỏ không được. Sau cùng mới nghĩ tới niệm Phật có thể đới nghiệp vãng sanh, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn chưa dứt trừ cũng được. Pháp môn này rất thích hợp với tôi. Cách tôi chọn lựa pháp môn là như vậy. Pháp môn khác tôi nghĩ thử rồi đều không làm được. Những kinh điển của tông phái khác tôi đều biết giảng. Tôi giảng nghe cũng hay hơn người khác, nhưng tôi làm không được. Cho nên đối với thiền giáo mật luật tôi đã từng học qua, nghĩ lại vẫn không có cách gì làm được. Nên là quay đầu trở về quyết một lòng niệm A-di-đà Phật, chuyên giảng kinh điển tịnh độ. Đây là thể nghiệm trong mấy mươi năm qua của tôi. Thế nhưng gần đây tôi lại giảng những kinh điển khác. Đây là vì nguyên nhân gì? Đây là do tình thế bức bách, không còn cách gì khác, không biết làm thế nào. Bởi vì những kinh đại thừa này không có người giảng. Hiện nay người giảng kinh càng ngày càng ít. Đây là một hiện tượng rất đau lòng. Cho nên tôi trích ra một ít thời gian để giảng những kinh điển này, ghi hình làm thành băng đĩa, giúp cho ai có hứng thú đối với những kinh điển này lưu lại để cung cấp cho họ làm tài liệu tham khảo. Nguyên nhân là như vậy. Nếu như có người giảng, tôi tuyệt đối sẽ không giảng. Đây là bị bắt buộc, không còn cách nào.